Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì đây mình sẽ tiếp tục series con DMC Devil May Cry nhé. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi. We made quite the team. Ok, bây giờ là mình đã tới được cái chỗ mà cái cánh cổng địa ngục rồi. Bây giờ là phải tìm cách mở cánh cổng đó ra. Onus is behind the vault door. Let's not keep him waiting. And I got a bigger dick. Nó khóa lại rồi. What's happening? They must know we're coming. Just as Cap predicted. So, what do we have to do here again? Kickstart the backup generators in Limbo to overload the system so I can hijack the quantum encryption algorithms. That's it. But, could you say that first bit again? So, you have to kickstart the generators. Four of them, right? Yeah, that's right. One in each tunnel. Let's get to work. Trong này tự nhiên nó lại có một cái bậc ở dưới này. Ok, thì con virtual nó sẽ ở bên trên đó. Thằng virtual nó ở bên trên đó và nó sẽ hack. Trong khi nhiệm vụ của mình là đi kiểu như là đi mở lại những cái kích hoạt lại mấy cái cổng á. Ở bên dưới có giường. Ồ. Cái này nó nhỏ quá. Cái đó nó nhỏ quá cho nên là phải nhảy lên cao rồi mới được. Đây đúng rồi, mỗi lần làm cái này thì nó sẽ sạc năng lượng. Wow. Mình cũng không thể bay lại gần cái cục năng lượng được nữa. Bay lại gần cái cục đó thì mình sẽ bị văng ra, mình sẽ bị mất máu nữa. Nên là không có lại gần cái cục đó được. Ơ? Bậy rồi. Tự nhiên bị trượt thế nhé. Thiệt tình. That's one generator up and running. Good. I'll reboot this server. Now, line up the power conduits with the corresponding server. Done. Repeat for all four, we'll be set. Ok, là mình phải làm sao mà để cho mấy cái này nó sáng lên rồi đúng cửa vậy nè thì nó mới mở được. Thì chắc là đi cửa này đi. Sao xa thế vậy? Góc này vẫn chưa tới nữa. Đùa nhau.
Xong rồi được thêm cái thứ hai. Nói chung là bây giờ mình phải làm hết 4 cái này thì nó mới mở cửa cho mình đi ra được. Cái phần khó nhất là cái con mà nó có cái khả năng bảo kê á. Chỗ đó cao thế làm sao lên được. Hiện tại là mình đeo cái khẩu shotgun đó cho nên là mình bắn mấy cái con bánh xe nó dễ hơn. That's two online, Virgil. Good, rebooting. Shall I line it up? Cái này là biển hả bên này? Or you can get the other generators online. Okay. Two to go. Đẩy mấy cục này sang chỗ khác đi. Ok, bây giờ tiếp tới cái cổng bên này. Nó chỉ có 4 cổng thôi cho nên là cũng không có lâu lắm. Quan trọng là cái phần mở đấu quái á, thì ở trong này nó có quái gì cơ thì mới lâu thôi. Ơ? Không tới rồi. Ok, vô đây mở luôn. Ê. Thật ra pha đó nhảy dở chứ là nếu như mà mấy bạn nhảy chuẩn á là nó kiểu gì nó cũng tới cái con linh hồn đó. Đánh với lại hai cái con quỷ đó nó mới khó, tại vì nó bắt mình thay đổi, nó bắt mình thay đổi hai loại vũ khí khác nhau á. Không, giờ không cầm đúng cái loại vũ khí thì con đó nó sẽ không hiện lên, nên là mình cũng không có xài được cái thanh kiếm mà mình cũng đang mang theo nữa. Another in the bag. Any problems? No. Đó, bây giờ là mình chỉ cần mình gỡ đẩy cái này lên là cái thằng cuối cùng nó cũng sẽ tự hiện ra, chả cần phải sắp xếp lại làm gì nữa. Kia có một cái gì đó.
cái cánh cửa thiên thần. Và mình nãy mình lấy được cái chìa khóa thiên thần nữa, cho nên là mình có thể vô được. Thường là những cái cánh cổng thiên thần này là cái nhiệm vụ của nó yêu cầu khó lắm. Giết cái con Tyrann này trong cái thời gian cho phép. Dễ mà. Không dễ chứ mà. Tại vì cái con này nó biến vàng lên thì nó mình sẽ không kéo nó được. Chỉ khi nào nó bình thường thì vậy là mới kéo được thôi. Nó biến vàng lên là nó sẽ miễn nhiễm với lại mọi cái đòn kéo của mình rồi. Lần này nó lại cho gì vậy? Nó cho cái bình để tăng cái nộ quỷ lên. Mà nộ quỷ thì mình ít sử dụng lắm. Tại cái nộ quỷ dùng để đánh với lại boss nó sẽ ngon hơn là đánh với lại mấy con quái này. Chùa. Cái con đó là nó như cái con samurai nó chỉ được dọn hay ở cái chỗ là nó counter được cái đòn đánh thường của mình thôi. Bây giờ đồ của mình cái gì cũng mạnh hết rồi, cho nên là đánh mấy con này dễ. Cửa cũng mở luôn rồi mà đúng không? Cửa cũng mở rồi. Bây giờ vô trong nó gặp thằng Bender nữa là xong. You know what you have to do. You lure him out. I close the hell gate with the Amazo. Then we go for the kill. Any ideas how I draw him out? We killed his unborn child. Get him rabid. Got it. But do not try and kill him. He is immortal until I shut down the Hellgate. Right. This is it. Cái nhiệm vụ bây giờ là mình phải cầm chân thằng Bender để cho thằng Virgil nó đóng cái cửa lại. Nó đóng cái cửa địa ngục lại. After all. Nếu như mà thằng Bender chết khi mà đóng cửa lại thì sẽ không có cái cách nào để đóng được cái cửa địa ngục lại. Ok, thì video này mình cũng kết thúc tại đây thôi nhé. Thì nếu mà bạn nào thấy hay nhớ để lại mình một like và share. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.